cộng hưởng từ mặt phẳng coronal oblique. Bên này là sơ đồ của cái chảo xương cánh tay. Đây là ổ chảo của xương vai, đây là cái thân xương vai. Thì đây là cái mặt phẳng chính, mặt phẳng coronal oblique, mặt phẳng coronal đây. Và được chỉnh vuông góc với cái tương của cái ổ chảo. Chúng ta chụp thôi sẽ có cái mặt phẳng thứ hai là cái mặt phẳng sagittal oblique. Là cái mặt phẳng này, là mặt phẳng này nó chúng ta sẽ được sẽ chỉnh cho nó chạy song song với cái bờ xương của chảo. Còn cái mặt phẳng coronal oblique là mặt phẳng vuông góc với bờ xương của chảo. Như vậy chúng ta thấy hai cái mặt phẳng này nó vuông góc với nhau. Thì chúng ta biết rằng cái cơ trên gai nó chạy từ bên này qua, nó bám vào cái cụ lớn xương cánh tay. Nhưng mà nó chạy như vậy thì mặt phẳng là cái cơ trên gai nó chạy từ bên này qua, nó bám vào cái cụ lớn xương cánh tay. Nhưng mà nó chạy như vậy thì mặt phẳng coronal oblique này là được điều chỉnh để nó chạy song song với cái trục của xương của cái cơ trên gai. Như vậy chúng ta sẽ trên cái mặt phẳng coronal oblique này chúng ta sẽ thấy toàn bộ cái gân cơ trên gai. Giờ chúng ta chuyển qua cái hình này. Này. Bên hình bên trái là cái hình ảnh coronal oblique. Các bạn thấy ở phía trên này chính là cái gân cơ trên gai. Trong này là cái bộ cơ này rất là to này. Rồi bắt đầu ra đây chúng ta thấy có các cái gân. Gân thì trên chuỗi xung PD, proton density đấy. Thì cái gân này nó có màu đen, tín hiệu nó thấp, nó chạy ra đây này, chạy ra đây, rồi nó bắt đầu nó bám vào đây. Chỗ này chính là cái diện bám của gân cơ trên gai. Cái chỗ này là cái gì? Là cụ lớn của xương cánh tay. Thì gân cơ trên gai nó chạy qua như thế này, nó bám vào cái cụ lớn của gân của xương cánh tay. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà tôi kẻ màu xanh này này, người ta gọi là cái footprint, gọi là cái chân bám của gân cơ trên gai. Trên này không phải nó bám đâu, trên này thì là cái chỗ nó bọc lên trên thôi, nhưng mà nó bám vào đây. Là khi có nhiều khi chúng ta đọc nó bóng, nó rắc cái chỗ bám gân cơ trên gai đó, gắt mặt trước là nó rắc cái chỗ này. Đấy, nó phía ra trước một chút. Thì cái gân cái mặt phẳng coronal oblique này nó được chỉnh vuông góc với cái xương của chảo. Các bạn nhìn thấy bên phía bên hình bên phải là cái hình ảnh ASEAN, và chúng ta thấy đây là cái ổ chảo. Thì cái đường xanh xanh này chính là cái định vị của cái mặt phẳng coronal oblique, thì nó vuông góc ổ chảo như thế này. Bây giờ chúng ta có cái mặt phẳng thứ hai mà chúng ta sử dụng, đấy là mặt phẳng ASEAN. Mặt phẳng ASEAN là mặt phẳng cắt ngang, cái nó rất là dễ rồi. Là chúng ta định vị nó cắt liên lạc ngang như thế này, phía trên chúng ta lấy hết cái khớp cung đòn, lấy xuống này, phía dưới thì phải tới khoảng 1/3, hết 1/3 trên của xương cánh tay. Như vậy chúng ta cắt cả là cắt ngang như thế này. Thì bên này chính là mặt phẳng ASEAN, bên này là cái định vị của mặt phẳng ASEAN. Đây chúng ta coi trên cái hình ảnh thực tế. Thì mặt phẳng ASEAN nó được cắt từ trên xuống như thế này. Cái đường màu xanh, cái đường màu xanh chính là cái vị trí của cái mặt phẳng ASEAN mà chúng ta đang định vị trên cái mặt phẳng coronal đấy. Thì cắt từ trên xuống, cảm xương cánh tay bắt đầu xuống đây. Đây là bắt đầu chúng ta phải có chảo, chúng ta phải có xương quy một chảo phía trước này, phía sau này. Cái phần giải phẫu chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau, bây giờ chúng ta nói về mặt phẳng đã. Cắt xương hết chúng ta thấy cái khớp giữa chòm xương cánh tay và cái ổ chảo ở đây đúng hết. Phía trước này chúng ta thấy cái gì đây? Đây là đầu dài của gân cơ nhị đầu. Cái màu đen phía trong á, trên mặt phẳng ASEAN này, cái đen phía trong chính là cái gân đầu dài gân cơ nhị đầu. Còn cái màu trắng phía ngoài là cái phần dịch nó bao quanh cái gân, nó nằm trong cái bao gân ấy. Thì bình thường khi nào chúng ta cũng thấy một dịch như vậy hết, và nó là
bình thường, cho nó không phải là viêm hay gì hết. Chúng ta thấy xung quanh mô mềm nó bình thường, gân tín hiệu nó bình thường, thì dịch nó vừa phải. Thì vì cái bao gân của cái gân nhĩ đầu này nó thông với cái khớp khớp của khớp vai, nên dịch ở trong khớp khớp nó sẽ đi xuống đây, và như vậy bình thường. Một số trường hợp viêm chúng ta sẽ thấy cái dịch này nó sẽ tăng lên và càng phù nề xung quanh. Thì chúng tôi vào từng ca bệnh cụ thể tôi sẽ giới thiệu các anh chị. Nhưng đây là chúng ta thấy nó bình thường. Ở phía ngoài này là cơ delta, các cơ của chóp xoay chúng ta sẽ nói sau. Thì bây giờ các anh chị thấy đây cái mặt phẳng ASEAN. Chúng ta có cái mặt phẳng thứ ba mà chúng ta sử dụng trong cộng từ khớp vai là mặt phẳng sagittal oblique, hay là mặt phẳng sagittal là dọc giữa đó, nhưng mà nó oblique là nó được bẻ kéo đây, nó không phải là dọc giữa chính thống như bình thường, phải không? Mà cái này chúng ta sẽ bẻ cho nó song song với cái bờ xương của ổ chảo, hay nói cách khác là nó sẽ vuông góc với cái trục của gân cơ trên gai. Thì gân cơ trên gai nó sẽ chạy như thế này, thì cái mặt phẳng sagittal oblique nó sẽ như thế này. Thì đến này là hình ảnh sagittal oblique của khớp vai. Thì đến cái mặt chụp một cái súng T1 không phát sát, nghĩa là T1 mà không xóa mỡ. Các anh chị nhìn vào đây, các anh chị thấy nó không xóa mỡ. Chúng ta thấy cái mỡ giữa da này nó tăng tín hiệu, phải không? Tăng tín hiệu. Trong một số trường hợp, ví dụ như trong trường hợp viêm, chúng ta muốn tìm các cái tổn thương phù nề do viêm chẳng hạn, thì chúng ta phải có xóa mỡ, nghĩa là chụp T1 phát sát. Lúc đấy mỡ của các cái khoang giữa da này nó sẽ xóa hết, và những cái vùng cơ nó sẽ tăng tín hiệu lên tương đối. Ở chỗ nào nó có viêm, có phù nề chúng ta sẽ thấy rõ. Chúng tôi sẽ giới thiệu một số trường hợp thế. Còn trong trường hợp này chúng ta chụp không phát sát và tín hiệu mờ vẫn còn, thì này nó có một ý nghĩa rất quan trọng là để chúng ta đánh giá các cái cơ, xem thử nó có bị thoái hóa hay không, nó có bị teo, có bị thoái hóa mờ không. Thì chúng ta biết rằng trong cái bệnh lý chóp xoay màng tính, ví dụ như đứt gân cơ trên gai màng tính, thì chúng ta sẽ thấy cái gân cơ trên gai nó sẽ teo và nó thoái hóa mờ, nghĩa là các cái khối cơ trong này nó giảm khối lượng và nó thay bằng các tế bào mỡ, thì nó sẽ tăng tín hiệu lên trên chuỗi súng T1 không phát sát. Và khi đã chụp lên chúng ta thấy cái cơ này nó sẽ teo lại, tín hiệu nó tăng lên, chúng ta biết được cái khoang mỡ quanh này nó rộng ra. Thì đây chính là ý nghĩa của chuỗi súng T1 không phát sát này. Ngoài ra cái mặt phẳng sagittal này nó giúp chúng ta định vị vị trí các cơ. Với các anh chị mà lần đầu tiên làm quen với cộng hưởng từ khớp thì nhiều khi sẽ thấy rất là khó khăn để xác định được đâu là cái gân gì, đúng không? Thì trên mặt phẳng sagittal này nó sẽ giúp chúng ta định vị rất là tốt. Đây là mặt phẳng sagittal. Đây. Thì trên mặt phẳng sagittal chúng ta cắt từ ngoài lại hệt cơ delta nha, đi vào trong có hệt cái cổ của xương vai. Đây. Thì hình sagittal nhận là cái hình bên phải này, anh nhìn thấy rõ không? Thì trên này chúng ta thấy ba cái khối cơ rất là rõ. Đây là cái xương vai, đúng không? Nó tạo thành hình chữ Y như thế này. Thì đây là cái hố trên gai. Đây là hố dưới gai, đúng không? Đây là cái gai vai mà. Còn bên này là hố dưới vai. Như vậy chúng ta có ba cái hố dưới vai, thì nó có cơ dưới vai. Như vậy toàn bộ cái khối cơ lớn này là cơ dưới vai. Hố trên gai thì nó chữ cơ trên gai, và đây là cái cơ trên gai. Ở đây là cơ dưới gai, nó nằm ở hồ dưới gai. Chỗ thôi chúng ta sẽ có cái cơ tròn bé, một lát cắt ra nữa chúng ta sẽ thấy rất rõ. Đây là cơ tròn bé. Nó cắt ra ngoài một chút thì chúng ta vẫn thấy rất rõ cơ trên gai, cơ dưới gai, cơ tròn bé và cơ dưới vai. Chẳng chứ là dưới vai là nó nằm ở hồ dưới vai. Còn trên gai và dưới gai nó được chia đôi bởi cái gân cơ, bởi cái gai vai. Còn cái cơ tròn bé nó nằm dưới này, thì chúng ta phân biệt được nó với cái cơ dưới gai là nhờ vào cái lớp mỡ này này. Anh chị nhìn thấy có cái lớp mỡ, cái ngắn mỡ mỏng mỏng phía ngoài này có, trong này có. Thì cái lớp mỡ này giúp chúng ta định vị đâu là dưới gai mà đâu là tròn bé. Thì cả anh chị mới làm quen thì đầu tiên chúng ta nên bật cái là cắt xá cái tan này, rồi chúng ta lần từ trong ra, thì chúng ta sẽ biết đâu là cơ gì. Ví dụ đây chúng ta thấy rất rõ, phân biệt bác các cơ rất rõ ra ngoài dần dần. Thì khối cơ thì nó màu đen, màu xám, đúng không? Cái gân bắt đầu có cái gân này, cái gân thì nó màu đen, nghĩa là tín hiệu nó thấp ấy. Như vậy trong cái khối cơ trên gai chúng ta bắt đầu phải có các cái gân
là cái bộ gân của gân trên gai này, đây là gân dưới vai này, đây là gân dưới gai này, rồi chúng ta lần ra tiếp, lần ra tiếp, ra tiếp, và cứ lần ra như thế thì chúng ta sẽ biết được đâu là gân của cơ nào. Như vậy ở đây là bạn là trên gai, dưới gai, tròn bẻ và dưới vai. Thì chú ý là dưới vai nó có cái bộ sờ nó trải dài như này, gân dưới vai nó khá lên ra như thế này, đi ra đây. Như vậy ra ngang đây chúng ta vẫn nhìn được, đây cái gân của trên gai này, đây là gân của dưới gai này nha, con bẹ này và dưới vai đây, ra tiệp đây. Đây là cái cách mà chúng ta xác định đâu là cái gân trên gai, đâu gân dưới gai. Như vậy là các anh thấy trên gai đây, dưới gai, con bẹ và dưới vai bên này. Vào lại này, thì đấy là ba cái mặt phẳng chính. Bây giờ với ba mặt phẳng này thì chúng ta sẽ chụp các chuỗi súng gì. Cái này bắt đầu nó hơi phức tạp một chút, các anh chị biết trong cùng tư siêu cấp chúng ta sẽ chụp những súng gì. Súng T1 này, súng T2 này, súng Steer này, hoặc là súng PD này, là Proton Density này. Với các súng đấy chúng ta có thể cam xóa mở hoặc không xóa mở. Ví dụ có T1 xóa mở hoặc T1 không xóa mở, rồi T2 xóa mở, rồi T2 không xóa mở. Bản thân thằng Steer là có xóa mở rồi, rồi đến PD là có PD xóa mở hay không xóa mở. Thì đấy là các nhóm súng chính. Ngoài ra chúng ta có thể chụp khuất tán, nếu như nó có những cái bất thường giống như u hoặc áp xe gì đấy, chúng ta muốn đo cái độ khuất tán của cái tổn thương, chúng ta có thể chụp trên khuất tán. Thì đấy trường hợp đặc biệt, còn bình thường thì chúng ta không chụp, trong khớp vai bình thường chúng ta không chụp. Có thể phải chụp tiêm thuốc trong một số trường hợp như viêm chẳng hạn, như u chẳng hạn, u xương, u cơ, tổn thương gì đấy dưới biệt, chúng ta muốn đánh giá mức độ ngấm thuốc của tổn thương thì chúng ta phải tiêm thuốc tĩnh mạch, rồi chúng ta chụp sau tiêm thuốc T1 sau tiêm thuốc. Thì nhớ cho sau tiêm thuốc gado, tiêm thuốc đổi quán tư thì chúng ta chỉ chụp T1 thôi, đúng không, không bao giờ chụp T2 hết. Đến sau nào thì chỉ có một cái trường hợp rất đặc biệt, là trong một số trường hợp nghi ngờ có viêm não, mang não á, thì chúng ta có chụp cái chuỗi súng flare sau tiêm thuốc. Thì đấy là một cái chuỗi súng, một cái kỹ thuật rất đặc biệt, chúng ta chụp cái flare sau tiêm thuốc để xem thử cái khoang dưới nhìn nó có tăng tín hiệu lên. Ví dụ trong trường hợp có viêm não chẳng hạn, có tăng tín hiệu. Đây là trường hợp đặc biệt thì tháng sau có cái phần thần kinh tôi sẽ nói. Nhưng mà chúng ta có rất nhiều chuỗi súng trong cái xương khớp này, thì chúng ta sẽ chụp cái gì? Thì đây là cái protocol mà tôi ứng dụng ở bệnh viện trường mình. Thì trên mặt phẳng coronal oblique thì thường chúng ta sẽ chụp cả súng gì, T2 phát sát và PD phát sát. Đây là T2 xóa mở và PD xóa mở. Tại sao lại có xóa mở? Có xóa mở để chúng ta xóa đi cái tín hiệu của các tổ chức mở dưới da đi, và nó làm nổi bật cái tín hiệu của cơ, gân và xương. Như vậy chúng ta sẽ thấy cái contrast nó rất là rõ. Độ dày của lạc cắt là khoảng từ 3 đến 5 mm. Như vậy nó không quá mỏng nhưng mà nó cũng không quá dày. Sau này có một số trường hợp chúng ta muốn đánh giá kỹ cái xuồng khớp chẳng hạn, chúng ta phải cắt cạo lạc mỏng hơn 1 mm. Thì như chụp 3D chẳng hạn, chúng ta cắt lạc mỏng. Còn trong trường hợp bình thường thì chúng ta cắt chẳng là cắt khoảng 3 đến 5 mm. FOV nghĩa là cái field of view, nghĩa là cái trường chụp của chúng ta là khoảng từ 16 đến 20 cm. Nghĩa là chúng ta khu trụ cái trường nó khá nhỏ, vừa cái vai để chúng ta chụp. Trên mặt phẳng ASEAN, nghĩa là mặt phẳng ngang, thì chúng ta sẽ chụp một súng là súng T2 phát sát. Trên cái mặt phẳng Sagittal Oblique thì chúng ta chụp một súng là chúng T1 không phát sát. Thì như tôi còn nói đấy, thì cái chụp cái T1 không phát sát này để nó đánh giá cả cái khối của cơ. Thì đây là cái phần giải phẫu. Thì trên mặt phẳng Sagittal Oblique thì chúng ta thấy các khối cơ rất là rõ. Đây là cái gai vai này, đây là cái thân xương vai, đây là cái xương đòn. Thì chúng ta thấy đây là gân cơ trên gai nhé. Đây là cơ dưới gai. Trong cơ chúng ta thấy bắt đầu có các cái mỏ gân ở đây, và đây là cơ dưới vai. Thì cái này trong cuốn sách nguyên lý hay cuốn sách cơ xương khớp tôi có việc rất rõ, cảnh gì đọc ra một chút chắc là cắt ra ngoài một chút, bắt đầu có cái phần xương của chảo. Thì đây chúng ta còn thấy kỹ, bắt đầu có cái mỏ cung đòn, đây là mỏ cung vai, đây là cái xương đòn nha. Đây là cái khớp mỏ cung vai, đây cung vai đòn. Thì đây là gân cơ trên gai, gân cơ dưới gai, cơ tròn bẻ, cơ dưới vai ở đây.
cắt ra nữa, chúng ta vẫn còn thấy các cái gân này, thì chúng ta lần từ trong ra ngoài chúng ta sẽ theo được, biết được cái gân nào nó thuộc cơ nào, cái gân cơ trên gai, gân cơ dưới gai, bắt đầu đây gân cơ trong bé và gân dưới vai đây. Đây là cái chòm xương cánh tay. Ở đây chúng ta còn thấy cái móm, móm cùng vai ở đây. Đây là trên cái mặt phẳng coronal oblique. Thì ở đây cái lát cắt qua đây chúng ta thấy là cái khớp cung đòn, cái khớp giữa cái xương đòn và cái móm cùng vai. Thì khớp cung đòn này cũng rất quan trọng, và khi chúng ta đọc phím chúng ta phải phân mô tả cái này nó có bị thoái hóa hay không, nó có bị tràn dịch hay không, nó còn tạo ra cả cái gai xương. Mấy người mà bị thoái hóa khớp vai nhưng tạo ra cái gai xương ở chỗ này này, và nó chèn vào cái gân của gân cơ trên gai. Thì khi mà nó phi đại thoái hóa cái khớp cung đòn này, nó có thể tạo nên cái sự chèn ép lên gân cơ trên gai và nó gây thoái hóa gân cơ trên gai, lâu ngày nó sẽ gây cái rách. Đây là cái xương xương vai, đúng không? Gân xương vai. Ở đây chúng ta thấy cái khối cơ của cơ dưới vai này, là cắt này chúng ta chỉ thấy khối cơ thôi. À, đây là cái ổ chảo, đây cái cổ ổ chảo. Ở đây có cái xuống xuống viền, chúng ta biết cái ổ chảo thì bằng là phần xương, rồi bọc ngoài vi của phần xương ổ chảo là chúng ta có cái phần xuống sợi, chúng ta gọi là xuống ổ chảo, xuống viền ổ chảo. Thì xuống viền này nó tăng cái độ sâu của cái ổ chảo để nó bọc cái chòm xương gần tay, và nó cũng có nhiều chức năng bảo vệ, chức năng dinh dưỡng, vân vân. Thì ở cái vị trí 12 giờ của cái ổ chảo á, là có cái chỗ bám của cái đầu dài gân cơ nhị đầu. Các anh chị tưởng tượng gân cơ nhị đầu nó sẽ chạy ở phía trước này, đi lên đây này nhá. Thì đầu dài gân cơ nhị đầu nó sẽ đi lên như thế này, nó vòng qua đây rồi nó bám vào cái vị trí 12 giờ, cái vị trí trên cùng ở giữa của cái ổ chảo. Còn cái đầu ngắn của gân cơ nhị đầu thì nó chạy qua bên này và nó lên, nó bám vào thì mỏm quả của xương xương vai. Thì đây là chòm xương cánh tay, đây là cụ lệnh của xương cánh tay, và cái vùng này chính là cái vùng chỗ bám của cái gân cơ trên gai. Thì cơ trên gai nó chạy ra như thế này 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 này, và nên bám vào đây. Thì trong các loại rách gân cơ trên gai thì có cái loại Rembrandtia, người ta rách cái mép trước của cái chỗ bám của cái gân cơ trên gai, cái chỗ này. Đây một ví dụ bệnh nhân có thoái hóa và phi đại cái khớp cung đòn. Đây là cắt sagittal, đúng không? Đây là cắt coronal. Thì trên kia là cắt sagittal không phát sát này, chúng ta phải lập mở này, nó tăng tín hiệu này, là chúng ta biết nó không phát sát, không có mở. Ở đây chúng ta thấy cái khớp nó phi đại lên, đây gân cơ trên gai, gân dưới gai này và gân dưới vai. Đây là mặt phẳng coronal, thì gân cơ trên gai này nó đi từ trong ra đây này, đến ngang đây chúng ta không còn thấy cái tín hiệu của gân trên gai nữa, và đây nó thay bằng một cái vùng nó tăng tín hiệu dạng dịch. Thì đây chính là trường hợp mà rắc gân cơ trên gai như thế. Như cái lần trước chúng ta thấy gân cơ trên gai đi ra đây và nó bám vào cái cụ lệnh rất là rõ. Thì trong trường hợp này gân cơ trên gai chúng ta chỉ thấy ngang đây thôi, ra đây là không còn nữa, chỉ còn cái vùng tăng tín hiệu thôi, như vậy nó rắc và nó bị co rút vào trong. Thì cái vị trí rắc thường gặp nhất của gân cơ trên gai chính là cái vị trí này, cách cái chỗ bám ở cụ lệnh khoảng 1,5 cm, nó thay đổi từ 1 đến 1,5. Thì cái vùng này gọi là vùng critical zone, cái vùng quan trọng. Thì cái vùng này là cái vùng ranh giới tưới máu của các cái nhóm động mạch phía trong và cái nhóm động mạch phía ngoài, nên cái chỗ này nó rất dễ bị thiếu máu do thoái hóa, và khi nó thiếu máu thì nó dễ bị tổn thương, nó dễ bị rách, rách cái chỗ này. Thì đa phần trường hợp các anh chị tìm thì thấy hoặc là thấy các cái rách ở mặt trước gọi là Rembrandtia, hoặc là rách bản phân, các cái đường rách nhỏ phía dưới mặt dưới hoặc mặt trên của gân, hoặc là rách lớn như thế này, thế nào rách ở cái vị trí này khoảng cách khoảng 1 đến 1,5 cm từ cổ chảo đi, từ cái cụ lệnh của xương cánh tay đi vào. Trên mặt phẳng ASEAN bình thường á, chúng ta không thấy dịch nhiều như thế này đâu. Cái phần mà đây là chuỗi xương T2 có phát sát, và các anh chị thấy cái dịch nó tăng tín hiệu rất là cao. Đấy, dịch nó màu trắng, trên T2 thì dịch nó màu trắng, đúng không? Cả cái gân thì lúc nào nó cũng màu đen hết, T2 hay T1 gì nó màu đen hết, cơ thì màu xám. Lập mờ bình thường nó sẽ tăng tín hiệu, nhưng trong trường hợp chúng ta có dùng chuỗi súng xóa mờ, chúng ta xóa tín hiệu của mờ hết, mờ nó đen thui đâu, những mờ dưới da này là nó đen thui. Đây là gì? Đầu dài của gân cơ nhị đầu, đúng không? Nó chạy trong rãnh nhị đầu. Thì khi các anh chị làm siêu âm, các anh chị đặt cái đầu dò
ngang qua cái phần trên của cái chòm xương cánh tay đó. Thì các anh chị đánh giá được cái gân nhĩ đầu này đúng không? Sau đó chúng ta xoay dọc và chúng ta lần đi lên đi xuống, thì chúng ta thấy cái gân nhĩ đầu bao quanh gân nhĩ đầu lúc luôn 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 có một ít dịch, như hồi tôi nói đấy, dịch như vậy là bình thường, vì nói cái ổ này nó sẽ thông với cái ổ khớp, và nếu như trong ổ khớp có dịch thì chỗ này nó sẽ có dịch. Ở đây chính là cái mạc trước và mạc sau của cái xuồng viền. Như hồi tôi nói xuồng viền là phần xuồng sợi fibrocartilage, nó bọc quanh cái chỗ này, cái ổ chảo này. Trong này là cái phần xuồng khớp của ổ chảo, xuồng khớp là xuồng hyaline, là nó khác với xuồng sợi của xuồng viền, xuồng khớp. Thì khi chúng ta phân tích cộng hưởng từ khớp vai, chúng ta cũng phải đánh giá cái xuồng khớp này, xem thử nó có bị thoái hóa, có bị rắc, có bị bóng không. Bình thường rất là khó thấy cái đầu dài gân cơ nhĩ đầu mà rõ như này, nhưng mà bệnh nhân này đặc biệt là vì có chấn thương, có rắc cái xuồng viền ổ chảo nên nó có tràn dịch khớp, và do đó chúng ta thấy cái đầu dài gân cơ nhĩ đầu rất rõ. Thì tôi đưa cái này để các anh chị thấy cái đầu gân cơ nhĩ đầu nó chạy như thế nào. Thì nó chạy phía dưới lên là gân nhĩ đầu, nó phía trước cánh tay đúng không, nó chạy lên đầu dài, nó chạy lên như thế này, chạy phía ngoài rồi nó đi, nó chạy lên nó đi trong cái rãnh nhĩ đầu đúng không, lên rồi nó bọc vào đây này, nó đi vào rồi nó bám vào vị trí 12 giờ của xuồng viền ổ chảo. Đây là mặt phẳng coronal, đây là mặt phẳng sagittal, nên đây chính là cái là cắt qua đây. Chúng ta thấy cái, đây là cái đầu dài của gân cơ nhĩ đầu. Cái khoảng đây là gân cơ trên gai này, đây gân cơ dưới gai này, tròn bẹ này, dưới vai này. Thì ở giữa gân cơ trên gai và gân cơ dưới gai chúng ta thấy có một cái khoảng hở. Cái này chúng ta hay gọi là cái interval đấy, nghĩa là cái khoảng giãn chọc xoay. Chỗ này thì có nhiều cấu trúc quan trọng, trong đó quan trọng nhất là cái hệ thống cả cái dây chằng này, nó giữ cái đầu dài gân cơ nhĩ đầu này. Thì có một số trường hợp nó bị tổn thương cái nhóm cả cái dây chằng giữ gân cơ nhĩ đầu này, và gân cơ nhĩ đầu này nó bị trật ra. Dù có thể có một số ca để giới thiệu các anh chị, thì gân cơ nhĩ đầu này nó không còn nằm trong cái vị trí rãnh nhĩ đầu nữa, mà nó ấn là cái vị trí khác. Thì trên này cũng là cơ trên gai, thì đây là cái nhóm dưới dưới vai rồi, gân cơ dưới gai thì nó nằm phía sau. Trường hợp này là gân cơ nhĩ đầu bình thường, trường hợp này là gân cơ nhĩ đầu không thấy rõ. Trên siêu âm nhưng cái cảnh chỉ ra lên ra xuống cái rãnh nhĩ đầu đấy, anh chị không tìm ra cái gân, không thấy cái gân hết. Thì có hai trường hợp, hoặc là nó đứt, nhưng trong trường hợp này là nó đứt luôn, nó đứt và cái đầu gân nó tụt xuống dưới, đầu xa nó tụt lên trên, chúng ta cắt qua cái lạc cắt này không thấy nữa, nó rộng. Cái trường hợp thứ hai là nó bị bong và bị trật ra ngoài. Những trường hợp này đáng lẽ cái gân này này nó phải nằm ở đây, là nằm trong cái rãnh nhĩ đầu, nhưng trong trường hợp này là nó rắc cả cái dây chằng ngang ở đây, và cái gân cơ nhĩ đầu này nó trật vô trong này, nó trật vô và nó nằm trước cái gân dưới dưới vai. Thì liên quan đến cái trật của gân cơ nhĩ đầu này, người ta phân ra nhiều đồ lắm, có khi nó chỉ trật nhẹ ở đây, có khi nó trật vô nó nằm trước cái gân cơ dưới vai, có khi nó có kem rắc gân cơ dưới vai, thì cái gân này nó nằm, gân nhĩ đầu này nó nằm vô phía trong của cái gân cơ dưới vai luôn, thì có nhiều đồ. Bây giờ chúng ta qua cả cái thực tế. Đầu tiên chúng ta nhìn cái ảnh coronal oblique. Thì khi các anh chị đọc phim, thì nếu như cái màn hình rộng cho phép thì luôn luôn các anh chị bật hai cái cửa sổ như thế này, một cửa sổ nữa, và hai cửa sổ này nó phải là hai cửa sổ nó vuông góc với nhau để chúng ta so sánh định vị cho dễ. Thì nhiều khi nào tôi đặt một cái hình ảnh sagittal ở bên này, bên này hình ảnh coronal, thì khi chúng ta đi qua và chúng ta đặt cái hệ thống định vị, thì nếu các anh chị dùng phần mềm giống như MIL hoặc là phần mềm Airfim chẳng hạn, thì nó cho các anh chị chọn các cái chức năng hiển thị các thông số, hoặc là tắt hết, hoặc là để ra cái hệ thống định vị như thế này. Thì khi nên để hệ thống định vị như thế này, thì cái màu vàng này, cái phía trước này là giới hạn, hai cái màu vàng này nó giới hạn cái trường cắt chúng ta, gọi là cái ô của cái cửa xuống bên này, còn cái màu xanh là nó chỉ cái vị trí thực tế của cái lạc cắt. Thì chúng ta kéo ra trước này, nó kéo ra sau như thế này, thì chúng ta biết cái lạc cắt chúng ta nó nằm ở đâu, thì nhờ vào cái mặt phẳng vuông góc bên kia. Rồi có thể chúng ta sẽ xem cái ASEAN này, ASEAN chúng ta, thì để xem ASEAN thì chúng ta nên làm định vị là cái coronal cho dễ. Đấy, bên này hình bên phải này coronal, hình bên
trái là cái ASEAN, thì chúng ta cắt về trên qua cái khớp cung đòn xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới. À, ngang đây là cái bên này là cái gân trên gai, à, đây là cái bên trái này, cái này là cái xương xương đòn, à, đây là cái khớp cung đòn, à, là cắt qua đây khớp cung đòn cắt xuống. Đặc biệt đây là gân cơ trên gai, các cái bộ cơ và bộ gân nó đi ra như thế này. Lúc đầu chúng thấy ố, ố chào. À. Đây là gân cơ dưới, dưới vai, à, gân dưới gai, dưới chéo này. Đây là rãnh nhĩ đầu và có cái gân nhĩ đầu bên trong. À. Bao quanh rãnh nhĩ đầu có dịch. Trên mặt phẳng coronal thì cái gân trên gai nó có cái hình thói như vậy, luôn luôn hình thói như vậy, nó xuất phát từ hố trên gai nó chạy ra rồi nó thon dần rồi tạo ra cái gân nó bám vào cái cụ lớn. Cái gân dưới vai thì nó hình hơi hình thói, anh thấy đây là toàn bộ này cái gân dưới vai này. À, hình thang nó khá to đây, nó có nhiều cái bọ gân nó chạy lên như này. Đây là gân gân dưới gai. Như vậy thực tế bệnh nhân này thì có cái vấn đề chứ bất thường. Nó thấy cái gân dưới gai ở đây, à, trên gai ở đây nó có cái vùng tăng tín hiệu nhẹ ở đây. Thì khả năng là có rắc không hoàn toàn ở cái bờ dưới của cái gân trên gai. À, gân trên gai cái chỗ bám nó vẫn còn tốt, có chỗ này nó tăng tín hiệu nhẹ thì là đa nhìn chúng cái gân nhìn chúng là nó hơi tăng tín hiệu, nghĩa là nó có thoái hóa đấy. Bình thường cái gân nó phải giảm tín hiệu nhưng mà đây nó hơi tăng nhẹ thì nó có. Vậy bệnh nhân này là có thoái hóa gân kèm rắc bản phân nhỏ thôi ở cái bờ dưới của gân. Ngoài ra chúng ta phải có dịch ở trong trong khớp lượng ít. Trên cái mặt phẳng ASEAN là cắt qua cái ổ chảo như thế này, thì anh chị thấy có một cái cấu trúc ở đây, anh chị nhìn rõ không? À, đây này, thì cái này á là dây chằng cánh tay ổ chảo giữa, chúng ta có dây chằng cánh tay ổ chảo trên, dây chằng cánh tay ổ chảo giữa và dây chằng cánh tay ổ chảo dưới. Thì cái dây chằng cánh tay ổ chảo giữa là dây chằng to nhất mà nó chạy như thế này, thì để biết được nó là một cái dây chằng hay là một cái xuồng viên bị rắc thì các anh chị kéo lên và kéo xuống và các anh chị thấy nó sẽ hòa vào cái bao khớp này, đi xuống này, và chúng ta thấy nó hòa vào bao khớp này. Vậy nó là cái dây chằng cánh tay ổ chảo. Một cái tổn thương rắc bong thì nó sẽ nằm đơn độc, nó cũng hòa vào cái bao khớp như vậy thì nó chạy lên dây chằng cánh tay ổ chảo giữa. Chúng ta qua một cái bệnh khác. Bây giờ một bệnh nhân khác, anh chị nhìn vào thì thấy chi liền, đây là mặt phẳng coronal oblique, đây là mặt phẳng sagittal. Đây cái mặt phẳng coronal oblique này, anh chị thấy cái gì? Anh chị đây, rắc, rắc hoàn toàn thì gân trên gai. Thì như hồi tôi nói đó, cái vị trí rắc nó luôn luôn nằm ở cách cái chỗ bám ở cụ lớn khoảng 1-1.5 cm. Thì trong trường hợp cụ thể này nó cắt 1.4 cm đấy, thì cái vùng này chính là cái vùng critical zone, nghĩa là cái vùng quan trọng mà nó hay rắc. Thì trường hợp này có gì bất thường? À, cái gân này chúng ta thấy từ ngoài vào, từ trong đi ra này, nó thấy ngang đây thôi, phần còn lại chúng ta không thấy nữa, và nó thay bằng này là cái vùng dịch. Thì trên chuỗi xuống T2 chúng ta thấy nó tăng tín hiệu cao, người này chúng ta gọi là rắc hoàn toàn của gân cơ trên gai. Ngoài ra chúng ta có một cái dịch ở cái túi hoặc cái dịch dưới mõm cung vai này. Rồi dịch ở trong khớp vai trên mặt phẳng ASEAN chúng ta thấy dịch rất là nhiều. Gân cơ đầu dài, gân cơ nhìn đâu gần đây,
Nhờ có dịch chúng ta nhìn thấy cái xuồng viên chúng ta thấy rất rõ. Này, xuồng viên ở hai phía trước và phía sau chúng ta thấy hình tam giác nó giảm tín hiệu thế này. Phóng to lên cả nhìn thấy. Thì đây chính là xuồng xuồng viên về mặt trước, về mặt sau. Đây là cái phần xuồng khớp, xuồng hyalin. Có người hỏi là rắc toàn phần gọi là complete tear và full thickness tear thì nó như thế nào, thì cái comp để tôi bật cái này, complete tear đúng, trong trường hợp này gọi là complete tear nghĩa là rắc hoàn toàn toàn bộ cái gân, nghĩa là rắc cả đi hết chiều dài của cái gân và đi hết bề dày của gân, trong trường hợp này nó đi hết gân bề dày của gân luôn, như vậy nó rắc hầu như là toàn bộ của cái gân và cái cơ, như vậy nó còn tác dụng với trong cái động tác xoay, động tác dàn cánh tay này hết, đây gọi là rắc hoàn toàn, là tách toàn bộ cái gân cả bề dày lẫn bề ngang. Còn cái full thickness tear là nó chỉ những cái trường hợp rắc nó đi hết bề dày của gân như thế này nhưng mà nó chưa chiếm hết bề rộng của gân, nghĩa là có thể nó rắc ở một phần phía trước hoặc đường rắc ở một phần phía sau, còn lại chúng ta vẫn còn thấy các thời gắn bình thường. Như vậy trong trường hợp đấy á, có thể bệnh nhân có đau, có hạn chế vận động nhưng mà cái cơ và cái gân nó vẫn còn bám vào cái cụ lên và cái chức năng nó có thể nó vẫn còn duy trì được một số ít. Đấy. Như vậy rắc hoàn toàn nghĩa là rắc toàn bộ cái gân luôn, nó đứt rời hẳn, còn rắc full thickness nghĩa là rắc đường rắc nó đi hết cái độ dày của gân nhưng nó chưa rắc toàn bộ cái gân, nghĩa là vẫn còn một số thừa gân phía trước và phía sau rồi vẫn còn chưa rắc. Đấy, hai cái khác nhau thì khi chúng ta đọc chúng ta phải mô tả rõ, giống như nó rắc hoàn toàn nghĩa là nó rắc đứt hẳn thì chúng ta phải mô tả xem thì nó có rụt vào trong không. Trong trường hợp này chúng ta thấy chưa có rụt, nó vẫn còn tương đối, nhưng có một số trường hợp tôi giới thiệu một số ca nó rắc thế này và cái đầu này nó có rụt vào trong luôn, và khi đấy chúng ta phải mô tả là nó có rụt vào bao nhiêu cm, vì cái này nó có ý nghĩa rất là quan trọng. Trong cái tiên lượng của phẫu thuật viên ấy, nếu có rụt nhiều quá thì khả năng mà hồi phục rất là kém, thì khi đọc mày mày bạn đọc công tư các bạn phải nhớ nếu như nói rất hoàn toàn thì xem thử nó có rụt hay không, hay không có rụt. Thì trường hợp này cái này là rất rất hoàn toàn, rất toàn bộ cái gắn luôn cả chiều sâu lẫn chiều ngang. Các bạn cái gì thắc mắc các bạn câu hỏi ấy, cứ nhắn tin. Đấy, đi từ từ trong ràng thì gắn trên gai này, gắn trên gai này, gắn trên gai này nha. Đi ra tiếp, ra tiếp, ra tiếp đây, thằng thầy con đây, thằng con ra đây cả là thì con thầy nhặt nhặt nho nho nhé, nó đâu nó mất hết, mất hết, mất hết. Còn cái phần đen đen phía ngoài này, cái phần này chủ yếu là gắn gắn dưới gai, chúng ta đi vào trong, đi vào trong này. Và lại đây đây, đây. Đó nào. Và nó thuộc thì gân dưới gai là chủ yếu nha. Như vậy các nhìn thấy ở cái cụ lớn xương cánh tay bây giờ chúng ta thấy con cái phần gân bám thì chủ yếu là gân gân dưới gai thôi, cái gân trên gai là nó đó. Có một điểm chú ý nữa là cái chỗ bám của gân trên gai ở đây và gân dưới gai ở đây là nó có những cái vùng nó đang xen lẫn nhau, nó không phải là tách biệt rạch ròi đâu là trên gai đâu là dưới gai đâu, mà anh chị biết nó bám nó xen kẽ vào nhau, thì mép sau của cái gân trên gai và cái mặt trước của cái gân dưới gai nó sẽ bám xen vào nhau, nó đang xen vào nhau, và là nhiều khi rất là khó để phân biệt được đâu là gân trên gai và đâu là gân dưới gai. Ví dụ một cái đường rắc nhỏ nhỏ nằm ở vị trí này thì rất là khó, và lúc đấy các bạn phải cân cái mặt phẳng xa cái tán optic như thế này, thì bạn lần vào trong, lần vào trong, lần vào trong để xem thử cái gân đấy nó xuất phát từ cái cơ nào, thì chúng ta sẽ xác định được. Chúng ta qua một bệnh nhân khác. Bệnh nhân này nhìn vào anh chị thấy có gì bất thường liền, gãy không? Cái chỗ này là gãy cổ phẫu thuật của xương cánh tay,
bệnh nhân đang bị gãy, nhưng mà người ta nghĩ người có tổn thêm các cái gân cơ khác nên người ta cho chụp cộng tử. Thông thường trường hợp này thì người ta sẽ không chụp cộng tử đâu, người ta chụp X quang, người ta thấy gãy, người ta chuyển mổ rồi. Cái này thì trên cộng tử mà các anh chị thấy đường gãy nó sẽ như thế nào? Đường gãy cấp thì nó sẽ có nhiều dịch trong cái đường gãy á, các anh chị thấy là cái vùng gãy nó sẽ tăng tín hiệu. Nhưng trong một số trường hợp nó gãy lâu rồi, cái dịch nó không còn nữa, thì nhiều khi chúng ta rất khó phát hiện, mà chúng ta chỉ thấy một cái đường nó giảm tín hiệu và chạy nó thôi. Chúng ta phải nhìn kỹ vào cái xương, cái vỏ xương, thì cái vỏ xương trong trường hợp này nó sẽ có thì mất liên tục ngấn lõm vào. Thì trong trường hợp gãy xương này các anh chị thấy tràn dịch khớp rất là nhiều và thấy rất rõ khi xuống xuống viền, các anh chị thấy không? Cái mặt trước hình tam giác mặt sau như thế này. Trường hợp này nó có gãy gãy xương, ngoài ra cũng có gì đặc biệt đúng không? Đứng trên gai thế nào? Đứng trên gai vẫn còn, như thấy được chỗ bám, nó bám vào cái cụm lại một xương cánh tay ha. Mặc dù là có tăng tình hiệu, có phù nề, thì trong trường hợp chấn thương thì nó phù nề tùm lum hết, nhưng mà nó còn chưa đắp. Chúng ta thấy hình cái gân cơ trên gai nó hình thoi như thế này, đi ra đây à, để cả cái bỏ gân ở đây còn giọng khác. Đây trường hợp này thì là một trường hợp rất đặc biệt, có thể các anh chị có đọc qua cái này rồi đúng không? Anh chị thấy có ngay cái gì, một cái nang đây, đây bắt đầu chúng ta coi này, đây là hình ảnh sagittal, xin lỗi coronal, các gân như như nó ở đây nó có thoái hóa gân nhưng mà nó chưa rách, nó có thắng tín hiệu nhẹ thôi à, trên gai thế trùng viền tương đối đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy xuất hiện một cái cục rất là to, một cái nang. Thì cái nang này nó nằm ở đâu thì chúng ta phải qua trên mặt phẳng ASEAN kéo lên xuống này. Đây là cái gai vai, chỗ này cái gai vai này, xuống này xuống này gai vai, đây chính là cái gốc của cái gai vai, đây là ổ chảo, đây thân xương. Như vậy nó nằm trong cái hộ gọi là hộ gai vai ổ chảo, và đây là một cái nang, một cái nang dịch đúng không? Chúng ta gọi là gắn gân xít, nhưng thực ra cái nang này là dịch từ xuất phát từ trong cái khe khớp ra, dịch gọi là dịch hoạt dịch đấy. Thì trong trường hợp mà có nang hoạt dịch này thì nó có hai vấn đề. Cái thứ nhất là hầu như nó sẽ có kèm với rách xuống viền, nên nó rách xuống viền thì dịch nó mới thoát ra đây. Và cái thứ hai quan trọng là một cái nang như thế này nó sẽ chèn ép cả cái thần kinh, và chúng ta biết đi qua cái hố này chúng ta có cái thần kinh trên vai, thần kinh trên vai nó chạy qua cái hố, cái khuyết trên vai nó chạy qua xuống cái khuyết ổ gai vai ổ chảo này, và một cái nang to như thế nó sẽ che cái thần kinh trên vai, và thần kinh trên vai nó sẽ cấp các nhánh chi phối cho cơ trên gai và cơ dưới gai, thì nó sẽ gây đau ở vùng vai. Và nếu lâu ngày, nếu cấp tính là chúng ta thấy nó phù nề, nếu lâu ngày chúng ta sẽ thấy teo một trong hai cái cơ đấy, hoặc cả hai, nó tùy vào cái vị trí nó chèn trên gai hoặc dưới gai hoặc hoặc cả hai. Thì khi các anh chị thấy cái nang này thì đầu tiên là tìm tìm xuống viên thì có rách không. Thì trong trường hợp này á rất là khó để nói xuống viên có rách hay không á, vì bị khớp hẳn có dịch. Muốn thấy rõ chúng ta phải chụp có tiêm thuốc nội khớp, tiêm dịch hoặc tiêm ga đô vào chúng ta sẽ thấy rõ hơn, hoặc trong trường hợp mà có tràn dịch chúng ta thấy rõ hơn. Nhưng mà nhìn qua đây chúng ta thấy đấy là cái khớp của cái xuồng viền nó không đều này, khớp của cái ổ chảo nó không đều, và cái xuồng viền tín hiệu nó không, cái phần dưới được phần dưới này nó tín hiệu nó không đồng nhất, thì khả năng là có rách cái xuồng viền ở dưới. Thì hầu như trường hợp nang như thế này nó đều có kèm với rách nó xuồng viền. Các cái cấu trúc khác là tương đối bình thường không? Trong trường hợp mà những bệnh nhân mà có trật khớp vai thì các anh chị biết rồi đó, chúng ta phải tìm cái tổn thương chúng ta gọi là tổn thương hiếu sắc và bán khác đấy. Thì trật khớp vai, cái trật khớp hay gặp nhất là trật khớp vai ra trước, nghĩa là cái chòm xương cánh tay này nó sẽ trật ra phía trước này, nhưng mà cái mép sau của chòm xương cánh tay nó sẽ cà vào cái mép trước của cái ổ chảo, và nó sẽ gây tổn thương ở đây.
nhà thì nó rách cái xương viền, nặng thì nó vỡ luôn cái xương, chúng ta gọi là tổn thương bán cát, bán cát thường hay là bán cát xương, gọi là bony bán cát. Song song với đó là cái bờ sau của cái chòm xương bàn tay nó sẽ bị tổn thương, nó sẽ bị phù nề, nó bị vỡ ngắn lõm hoặc nó móp, đúng không? Cái tổn thương này chúng ta gọi là tổn thương thiếu sắt. Nó xem thử trong cái dữ liệu này có ca nào như vậy không. Đấy, chúng ta có một trường hợp như thế. Đây, các anh chị nhìn vào các anh chị thấy ngay đấy. Đây một trường hợp bị tắc khớp vai rất là nặng. Hình bên trái lên nặng ASEAN, hình bên phải lên nặng Sagittal Oblique. Thì trên mặt phẳng ASEAN các anh chị thấy gì? Thì chòm xương cánh tay nó mọc luôn, đúng không? Bình thường chỗ này nó phải cong đều như thế này, nhưng mà đây là nó mọc luôn. Đấy chính là tổn thương hiếu sắt. Này nó mọc là vì sao? Nó trật ra trước. Cái chỗ này nó cào vào cái ô chào phía trước. Nó mới rách cái xương viêm. Thì cái xương viêm nó bay đi đâu rồi? Xương viêm ở đây. Nó bóng ra đây luôn. Anh nhìn thấy không? Phóng to lên. Này. Cái xương viêm đen đen này này. Cái này phải báo khớp mà chắc chắn như đâu mà nó là xương viêm lại đáng là nó phải nằm ở đây. Nhưng chứ nó bị rắc, nó bóng ra luôn. Nó vì cái đầu cái chòm xương cánh tay nó trượt ra như thế này, nó đẩy rắc cái xương viêm thì báo khớp nó bị sao, nó bị tuột với sau. Như vậy thì báo khớp bình thường cái báo khớp nó sẽ bám vào như thế này này, đây, ngay cái cổ chào. Thì bây giờ cả xương viêm và báo khớp nó bị rắc ra, thì cái này là tổn thương rất đặc biệt, gọi là tổn thương áp xa đấy. Nó rắc bóng cái xương viêm, nó trượt trượt ra sau kèm với cái báo khớp, là một cái biến thể của tổn thương bán cát, biến thể rất nặng. Xương thì thầy vẫn còn ha. Chưa 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 có gãy xương ở đây thì có hơi hơi mèo mèo đi, nhưng mà gãy thì chưa rõ, nhưng mà gãy tổn thương bán cát bóng cái xương viêm luôn. Và bên này là tổn thương hiếu sắt, nghĩa là nó móp luôn cái bờ sau của thì xương chọc xương cánh tay. Thì đây chúng ta thấy trường hợp này rất rõ xương viêm nó bị gì đó, xương viêm đâu đây. Đây là một trường hợp rất đặc biệt vì nó tràn dịch rất nhiều nên anh chị thấy được cái xương viêm ở đây. Đây là cái mạp trên xương viêm này, đây là mạp dưới xương viêm này. Mạp trước của hắn bị khuyết rách do bị cái xương viêm nó bị rách rất trước rồi này. Nên cái nên chúng ta thấy đây chính là tổn thương bán cát đây, nó rách ở góc trước dưới của cái xương viêm, cái góc này nó rách bóng luôn. Cái xương viêm là cái phần đen 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 đen, đen là chạy như thế này 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 này, này, này. Trước đến còn nữa vì bị rách. Và chúng ta cũng thấy rõ cái đầu dài gắn cơ gì đâu, ở đây nó chạy vào và nó bám ở vị trí 12 giờ của xương viêm, vì thì tôi đang chỉ đây. Đấy. Trên mặt phẳng sagittal corona chúng ta sẽ thấy rất rõ đây, anh chị thấy cái đầu dài gắn cơ như đâu, nó chạy từ bên này chạy lên và chạy vô và nó bám vào cái vị trí 12 giờ của ý thì xuống viện đây. Đây rất là rõ đây. Mình nhờ trang dịch rất là nhiều, chúng ta thấy rất là rõ. Các gân như thế nào? Các gân thì phù nề, do chấn thương, do trật khớp, do trang dịch nhiều nhưng mà thấy nó vẫn chưa rách, đúng không? Nhưng mà rách rất nặng cái xương viêm và tổn thương hiếu sắt ở chòm xương cánh tay, kèm trang dịch khớp người nhiều. Cái xương khớp, xương hyaline, ở đây ngắn thì phồng to lên. Cái xương hyaline ở đây, nó bị tổn thương luôn này. Như vậy bao gồm cả rách của cái xương viêm và tổn thương cái xương hyaline của xương khớp. Đấy, nó kết hợp rất là nhiều cái tổn thương. Chúng ta qua một kỳ ca cuối cùng rồi chúng ta kết thúc cái buổi ngày hôm nay. Buổi sau chúng ta sẽ qua tiếp các cái tổn thương khác. Thì đây là một cái trường hợp rất đặc biệt. Tôi chiều qua rồi cả anh chị tôi phân tích sau. Thì cái tổn thương bệnh nhân này đi khám vì đau khớp vai trái, đau vùng vai trái rất là nặng, đau nó tiến triển đột ngột trong vòng 2 ngày thôi, bệnh nhân đau không cử động được. Lâm sàng người ta nghi ngờ có tổn thương chóp xoay và cho chụp cộng tư. Cái này chúng ta chụp cũng cách đây mấy tháng rồi, chụp ở trường cách đây xem
khoảng 4-5 tháng ấy. Đây là mặt phẳng, đây là mặt phẳng coronal. Đây vai trái chúng ta thấy cái xương trọng xương cánh tay này, ô trào này, xuống viền này, gân cơ trên gai vẫn thấy rõ này, nó có tăng tín hiệu một tí nhưng mà nó không đắt. Thường thấy thường các gân khác thế nào, dưới gai chỗ bám gân cơ dưới gai này, gân cơ dưới vai này, nhưng mà nó anh chị thấy đập vô mắt là cái gì liền, một cái vùng phù nề rất lớn này, cái vùng phù nề này nó tập trung ở đâu, quanh cái rãnh nhĩ đầu, và chúng ta vẫn thấy cái gân đầu dài gân cơ nhĩ đầu nó chạy bình thường, nó không rách, nhưng mà một điểm đặc biệt là dịch rất là nhiều xung quanh và phù nề gân cơ xung quanh rất là nhiều. Cái trường hợp này là trường hợp viêm của đầu dài gân cơ nhĩ đầu, hoàn toàn không có rách chọc xoay, hoàn toàn không có tổn thương xuồng viền, nhưng mà bệnh nhân bị viêm. Bệnh nhân nên bệnh nhân nữ 50 mấy gần 60 tuổi. Cái này nếu chúng ta không để ý mà chúng ta cứ đọc xuồng viền rồi gắn cơ trên gai, chúng ta nói có nhẹ thì chúng ta sẽ bỏ sót cái này. Thì bệnh nhân này là người nhà của một nhân viên y tế ở trong bệnh viện, thì cho tiêm corticoid liều cao, thì khoảng mấy ngày sau thì bệnh nhân hết đau, hồi phục hoàn toàn. Vậy nó phù hợp với cái viêm. Một trường hợp đặc biệt là viêm dày xung quanh như thế. Ca cuối cùng cũng rất đặc biệt, thì cái này bệnh nhân này mới đến khám bệnh viện trường chúng ta cách đây khoảng mấy tuần thôi, thì mấy anh chị nào đang đi ở trường thì thấy rồi, thì ca rất đặc biệt. Anh chị thấy có gì bất thường không? Đây mặt phẳng ASEAN này, đây mặt phẳng coronanoplic này, thì đập vào mắt chúng ta lên là cái gì, những cấu trúc vôi hóa rất nhiều trong bao khớp trên mặt phẳng ASEAN cũng thế, rất là nhiều. Mặt phẳng Sagittan, càng dịch khớp rất nhiều, kèm các cấu trúc vôi hóa. Thì đây là những là bệnh osteochondromatosis. Đây là một cái bệnh lý không ít gặp, điển hình về các cái cấu trúc vôi hóa ở trong bao khớp, nội khớp hoặc là mô mềm quanh khớp. Nó có thể gây đau, gây hạn chế vận động, và đặc biệt là nó gây thoái hóa khớp thứ phát rất nhiều. Thì cụ thể chúng ta thấy ở đây bệnh nhân nó bị thoái hóa khớp phồng to lên như thế này. Thì ở đây có cái đặc biệt là cái xuồng khớp, cái xuồng hyaline nó bị tổn thương. Đây, xuồng này chúng ta thấy có vùng khuyết tăng tín hiệu kèm phù nề cái xương phía dưới. Như vậy là tổn thương xuồng khớp độ 4 này ha. Okay. Đây một trường hợp đặc biệt, các anh chị nhìn vào các anh chị thấy nhận ra ngay, không bao giờ quên. Rồi có bạn hỏi là rách xuống khớp hay rách xuống viên, hỏi cái nang đúng không? Cái nang gắn liền này thì nó thường nó kèm với rách xuống viên, không phải rách xuống khớp. Như vậy chúng ta xong cái buổi hướng dẫn anh đọc phim cộng hưởng từ khớp vai, những cái phần lý thuyết như là chọc xoay vân vân thì các anh chị đọc trong sách, thì trong sách tôi viết nó khá đầy đủ rồi, các anh chị đọc thêm. Thì chúng ta sẽ còn